Xin chào quý cô chú anh chị, em mới nhận được căn nhà cấp 4 chủ gửi. Hôm nay em đi quay giới thiệu đến quý cô chú anh chị để mình mua ở hay mua kinh doanh. Đây là hướng đi vô căn nhà của chú anh chị. Thì phía trước mình thì phải có một cái căn biệt thự rất là rộng lớn ha, của chú anh chị ha. Đây, con đường đi vào nhà thì con đường đường trải ra xanh, đường hiện tại hiện hữu là 4 mét của chú anh chị. Mình từ đường nhựa mình đi vô trong căn nhà là chắc cũng tầm khoảng 200 mét đó cô chú anh chị ạ. Phía trước là căn nhà, vị trí căn nhà rồi. Cô chú anh chị mình cố gắng theo dõi video để mình nghe được cái thông tin ha. Vị trí căn nhà phía trước của chú anh chị nha. Đây, mình hướng đi vô căn nhà này cô chú anh chị nè. Thì căn nhà này là chủ là ở Sài Gòn. Những năm trước người ta mua, người ta xây nhà người ta ở đây, tuy nhiên bây giờ có tiền rồi về Sài Gòn lại nên là cần bán. Thì xin chia sẻ là người ta về Sài Gòn hơn 1 năm rồi nên đường xá nó, đường trước nhà là cỏ lên rồi cô chú anh chị ạ, hơn 1 năm rồi. Thì căn nhà này có diện tích đất đó là ngang 5 m, dài 30 m cái cô chú chị, ngang 5 dài 30, diện tích 150 m², full thổ cư ạ. Căn nhà cấp 4 này là căn nhà này ha. Nhà này trong phía trong có gác lửng nữa. Thì diện tích xây nhà thì chưa hết đất nha cô chú chị. Trước xây chừa một cái sân, đằng sau cũng chừa đất trống đó. Dài 30 m xây chắc cũng tầm khoảng dài cũng mười mấy mét thôi. Còn phía sau là còn đất trống ha, để làm vườn hay là chăn nuôi nếu mà ở nông thôn, thả gà là ok luôn. Cô chú chị mình xem ha, cái nhà nó chưa hết đất ha. Cái đất là nó tới cái bờ tường đang trắng kia luôn ha. Rồi cái đường này đi vô thì cũng có một vài căn nhà ở phía trong nữa cô chú chị. Cô chú chị mình tham khảo thêm phía trong căn nhà. Thì em đi cũng không báo trước chủ nên xuống xem thì không có chìa khóa đi vô nhà của chú chị. Chị mình ông này có cái kính nó bị bể nên quay vô trong đây cô chú chị mình xem ha. Ở trên có gác lửng đó cô chú chị nha. Nói chung là cô chú anh chị mình xem đây thì cũng hình dung được căn nhà rồi, phía trong rồi đúng không? Phía trong nó sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới và ở trên một cái gác lửng. Cô chú anh chị mình tham khảo. Thì nhà này là có sổ sẵn rồi nghe cô chú anh chị. Thì vị trí căn nhà là nó thì hướng là cô nếu cô chú anh chị mình ở quận 5, quận 6 hay mình tầng Tân Phú thì mình đi cái hướng tỉnh lộ 1 mình quẹo lên xíu qua thị trấn Đức Hòa mình quẹo lên. Xíu vô đường Đức Hòa Thượng, nhà này tọa lạc ở ấp Bình Hữu 1 ha, thì Đức Hòa Thượng. Còn nếu mình ở quận 12 rồi giáp Hóc Môn đó, mình đi xuống hướng mình cầu lớn Hóc Môn đi qua, mình đi tỉnh lộ 824 rẽ vô đường Đức Hòa Thượng một xíu là tới ha. Anh chị mình đi xuống vừa qua khỏi cái vô từ tỉnh lộ 824 mình đi đi vô đường Đức Hòa Thượng, bên tay trái nó có cây xăng, mình vừa qua khỏi cây xăng là mình rẽ trái vô một xíu là tới nhà. Về giá căn này thì chủ gửi cho em là 1 tỷ 600 triệu của chú anh chị, còn thương lượng mạnh cho khách thiện chí nha. Của chú anh chị nào mình xem mà nếu cảm thấy ok thì mình liên hệ em số điện thoại trên màn hình, em dẫn mình xem nhà và theo dõi video, cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ luôn nghe của chú anh chị. Cảm ơn quý của chú anh chị thời gian qua đã theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ. Những ai mà theo dõi video này mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ nha. Phía bên ngoài này có 2 lô đất vừa người ta vừa bán là giá 1 tỷ 450 của chú chị, em tham khảo luôn cái giá cho ở người hàng xóm cho biết là 1 tỷ 450 mới vừa bán cách đây 2 tháng. Thì cái này có căn nhà thì em nghĩ là giá này 1 tỷ 600 thương lượng thì cô chú chị mình cũng sẽ dễ chốt. Em ra cái giá sẽ bán ngay đây, mấy lô này người ta bán 1 tỷ 450 của chú chị. Phía trước kia sẵn ra là có một cái xí nghiệp nha, xí nghiệp may nên cô chú anh chị mình mua ở đây cũng dễ xây chợ cho thuê luôn, ok luôn ha. Nhìn cô chú nhìn thẳng nó có cái nhà có mấy cái quạt gió trên mái á, là đó là cái nhà xưởng ha, công nhân khá là ok, xí nghiệp may. Vâng, xin cô chú anh chị nào mình cảm thấy nó phù hợp của mình thì liên hệ em sớm, em dẫn mình xem cái nhà này luôn ha, mua đầu tư. Xung quanh thì cũng có dân cư được cô chú anh chị ha, dân cư cũng ok rồi. Ở vùng nông thôn thì mình thấy xe âm tùm như thế này,
Thì mình mua về mình ở, mình dọn dẹp nhà cửa lại thì sẽ rất là ok. Đường này chỉ cần dọn cỏ hay quạt trải là lớp đá nó mây nó là đi vô quá là tốt, tuyệt vời luôn ha. Từ đây mình về An Sơn thì nó rơi vào tầm khoảng 35 phút xe máy đó nghe cô chú anh chị, đi được trục Phan Văn Hớn nè. Cô chú anh chị nào mình cảm thấy ok thì liên hệ em sớm để em dẫn mình xem cái nhà này. Và em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi video, theo dõi thông tin. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.